Vào ngày 20 tháng 10 nữa là đến, thì Huy xin kính chúc các chị em phụ nữ có được nhiều niềm vui và thành công trong công việc, và càng ngày càng xinh đẹp nhé. Và nhận được rất nhiều quà từ nửa thương của mình ạ. À, nhận được nhiều quà hơn trong ngày 20 tháng 10 nhé. Đặc biệt là chị em phụ nữ ở Sông Tấn, nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tươi mới, luôn luôn xinh đẹp, thành công trong công việc. Và đặc biệt là nhận được những phần quà rất là ý nghĩa trong ngày 20 tháng 10 nha. Nhận được nhiều tình yêu thương của tất cả mọi người. Xin được chúc toàn thể quý chị em phụ nữ trong công ty Sông Tấn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc bên gia đình nha. Ngày 20 tháng 10 xin kính chúc các chị em phụ nữ trong công ty nhiều sức khỏe và càng ngày càng xinh đẹp nha. Kính chúc các bà, các mẹ, các cô, các dì. Các bà, các mẹ, các cô, các dì. Đặc biệt là các chị em trong công ty luôn xinh đẹp, gặp nhiều may mắn. Hai 20 tháng 10 chúc mừng chị em phụ nữ được mạnh khỏe, trẻ đẹp. Riêng các chị em Sông Tấn luôn luôn là vô số xinh tươi. Chúc mừng 20 tháng 10. Kính chúc cho chị em phụ nữ trên toàn thế giới nói chung và chị em phụ nữ Sông Tấn nói riêng càng ngày càng giỏi giang, dễ thương, cute, for my wear. Nope. Niềm vui em có, đời anh thì không. Chúng ta để chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em Sông Tấn, sức khỏe dồi dào, luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn đẻ, vui vẻ, quan hệ rộng, quan hệ rộng, có nhiều, thật nhiều may mắn, bồi nhiều nhân nước. Nhân dịp 20 tháng 10, sau khi ăn Tết xong 4 tháng, anh chúc mừng các chị em phụ nữ, đặc biệt là các chị em phụ nữ ở công ty Sông Tấn luôn luôn trẻ, đẹp và hạnh phúc. Ok. Ok.